Phân tích kỹ thuật tồn tại ở rất nhiều thị trường như chứng khoán, commodity, forex và tất nhiên là có cả crypto. Có thể nói, tài sản nào có biểu đồ thì sẽ có phân tích kỹ thuật. Nhưng những người mới, thậm chí cả người cũ, hay thần thánh hóa sức mạnh của một công cụ nào đó mà quên đi bản chất thị trường. Có nhiều quan niệm sai lệch về phân tích kỹ thuật mà nhiều người mắc phải, bản thân mình cũng từng như vậy. Phần lớn thời gian mình tham gia đầu tư ở thị trường cryptocurrency nên mình chỉ chia sẻ trong phạm trù của thị trường này thôi. Có thể đúng, có thể không đúng với các thị trường tài chính khác. Mình xin gọi tắt thị trường cryptocurrency tiền mã hóa là crypto trong video này. Các bạn ơi, cuối năm rồi, Spyroom đang giảm giá có 102. Toàn bộ những đầu sách ở đây đều đang được giảm giá lên tới 70%. Click ngay vào đường link ở dưới phần mô tả để nhận những ưu đãi kinh khủng ấy nhé. Xin cam kết là sách ở đây vừa chất lượng lại còn vừa rẻ nhất trong lịch sử của Spyroom luôn. Mình đã từng chứng kiến mức tăng tài khoản đến 5 lần và sau đó mất tất cả. Ở ngoài kia còn có rất nhiều người như vậy. Khoản đầu tư của họ tăng đến hàng chục lần xong sau đó tan biến như một làn khói mà vẫn chưa thể hiểu tại sao mình lại thua trận trong cơn bàng hoàng khó tả bằng lời. Mình tin đến khoảng 98% người ngoài kia đều từng trải qua các cung bậc cảm xúc này, không ai được xem là ngoại trừ hết. Sai lầm là một bước của quá trình học tập. Mỗi người có cách học tập khác như đọc kiểu tài liệu, dùng thử tài khoản demo, ghi chép tỉ mỉ các dự án, nhưng không có gì quan trọng bằng việc nhảy thẳng vào nước đâu. Chỉ khi đó là chính tiền của bạn thì máu bạn mới sôi lên, tim đập thình thịch, nỗi sợ tràn đến khi có cơn sóng quét bay tài khoản của bạn chỉ trong vài phút thì lúc đó các bạn mới nhận ra cái gì đó. Mình cũng từng trải qua mọi cung bậc cảm xúc từ khó hiểu đến nhận ra, bị lừa dối, chấp nhận nỗi đau mà tự đánh chính bản thân mình. Thật là một loại quyền lực đáng sợ, vì phía tạo lập thị trường chỉ cần ngồi sau màn hình vô tri kia mà có thể giày vò tâm trí người chơi đến thế. Khi chúng ta mất tiền, chúng ta học được thêm cái gì đó và tự phân tích thử xem mình đã sai ở đâu, rằng mình đã FOMO, mình đã không kiên nhẫn để bắt cú đíp, hay là top loss quá gần, hay là bắt giao rơi quá sớm. Cái thứ đầu tiên và lớn nhất của mỗi trader chính là việc nói dối bản thân mình rằng mình không chấp nhận được một kẻ thua cuộc và thị trường là phe giỏi hơn. Chính vì thế, thị trường trừng phạt những kẻ trader nói dối bằng cách tước đi tài sản của họ một cách nhanh chóng. Một điều mình nhận ra khá sớm đó là việc mình không giỏi việc phân tích kỹ thuật. Mình đã từng chia sẻ góc nhìn phân tích kỹ thuật trên TradingView và được cộng đồng đón nhận rất nhiều biểu đồ bằng các chỉ báo phức tạp chồng chéo lên nhau, nhưng trong thâm tâm mình biết mình không giỏi đến thế và chắc cũng ít người nhận ra rằng nếu mình giỏi phân tích kỹ thuật đến như vậy thì đã không đi chia sẻ chén cơm đó. Và lời khen thưởng trên TradingView còn khiến dopamine trong cơ thể tăng cao, khiến suy nghĩ của mình bị bóp méo. Đây là một vòng tròn khó thoát vì mọi người chỉ đang cổ vũ mình vì chính bản thân họ cũng thiếu kinh nghiệm và kỹ năng. Mình cảm thấy may mắn vì thoát khỏi cái hố đó trước khi nó trở nên sâu hơn, nhưng cái cách mình thoát ra lại rất thương tâm, đó là mất tiền. Đó cũng là những gì mình sắp chia sẻ sau đây. Mình đã mất tiền như thế nào? Và hy vọng các bạn sắp, đang hay đã dấn thân vào cái hố technical analysis nói riêng và lỗi tâm lý cơ bản trong crypto nói chung thoát ra trước khi nó trở nên sâu hơn. Tội thứ nhất, xem phân tích kỹ thuật là chân lý. Bạn sẽ thấy không thiếu những bài báo nói với bạn rằng phân tích kỹ thuật là con đường dẫn đến sự giàu có tức thời, hay cũng có những bài báo nói phân tích kỹ thuật là chuyện nhảm nhí. Đây là tư duy nhị nguyên và cũng có dấu hiệu cho việc thua lỗ nếu bạn tin vào một trong hai. Không có hệ thống phân tích nào là hoàn hảo cả, nhưng mỗi hệ thống đều cho chúng ta một bài học nào đó. Chỉ nên xem và biết những mô hình nến điển hình và coi đó như một mảnh ghép trong việc đưa ra quyết định. Một biểu đồ sẽ không phải là một biểu đồ nếu nó chưa hình thành. Tức khi bạn nhận ra một biểu đồ nào như trên thì đường giá đã được vẽ xong. Phân tích kỹ thuật không phải con đường dẫn đến hào quang rực rỡ vĩnh viễn. Việc đưa ra quyết định cần nhiều mảnh ghép. Hãy ghép những phần đẹp nhất của mỗi phương pháp lại. Có thể là phân tích cơ bản, phân tích kỹ thuật, dữ liệu on-chain, dự đoán kinh tế vĩ mô, vi mô. Trước đây khi mình bắt đầu phụ thuộc vào phân tích kỹ thuật quá nhiều đến mức quên đi các yếu tố khác, một trong số quan trọng nhất đó là phủ nhận linh cảm và logic. Mình luôn theo đuổi một loại chỉ báo hoàn hảo như Fibo hay tỷ lệ vàng, hay tin tưởng đó là chìa khóa dẫn tới cánh cửa giàu sang, nhưng không! No, God! No, God, please, no! No! Thị trường tát cho mình một cái đau điếng và nói rằng chỉ báo đó không tồn tại đâu con trai à, giờ tiền của mày sẽ vào túi tao, hẹn gặp lại lần sau và chúc mày may mắn. Linh cảm và logic của mình đều hướng về một thứ duy nhất, bài toán lợi nhuận của nhà tạo lập thị trường. Mình đã nhiều lần nhìn chằm chằm vào một cái biểu đồ nào đó và thấy rằng những coin hay token này đã được bơm đến 10 lần từ cái đáy gần nhất. Tổ tiên mách bảo hãy thoát ra ngay, bọn cá mập đã mập lắm rồi, đã đến lúc dừng cuộc chơi rồi. Nhưng các chỉ số thì không cho thấy điều tương tự nên lại tiếp tục giao dịch và cuối cùng là mất rất nhiều tiền.
Sai lầm khác nữa đó là tham minh thị trường ở một mức hoàn hảo dựa theo các chỉ số. Bạn không thể và cũng không bao giờ đâu, đừng cố gắng vô ích. Thực tế đã có nhiều thầy tự phong trên YouTube mùa bull run trước với vô số chỉ báo trên chart mà bất kỳ học viên bị thu phí nào ở cái mức vài ngàn đô nhìn vào cũng bị lú cả. Tội thứ hai, phức tạp hóa mọi thứ. Một người tự gọi mình là thầy vẽ với các chỉ số dự đoán Bitcoin sẽ đạt đến 120.000 đô vào năm 2021. Xin hãy dừng lại việc ghi nhớ tất cả các mô hình mà nhân loại phát hiện được. Vấn đề là mọi người sẽ luôn thấy các mô hình đó ở mọi khung thời gian và ở bất cứ nơi nào. Tỷ lệ đoán đúng mô hình chart sắp chạy đạt tầm 5%, tức thấp hơn bạn đánh bo và đoán trúng mặt đồng xu. Kể cả những thầy tự xưng trên mạng xã hội cũng mắc phải một nghịch lý là nếu họ thành công bằng cách phân tích kỹ thuật hay bất cứ phương pháp nào đi chăng nữa thì tại sao lại đi chia chén cơm của mình với người khác miễn phí để làm cộng đồng? Một điều có thể có ích mà mình nhìn thấy được là những khóa học cam kết đầu ra, cam kết lãi lại chính là những đối tượng đi đầu trong nghịch lý này. Có một vài khóa học công khai rằng chỉ có thể giảm rủi ro trong quá trình đầu tư thì lại mang đến nhiều thông tin rất hữu ích. Mình có thể đọc vanh vách tên của tất cả các chỉ số này nhưng rốt cuộc thì mình vẫn thua thị trường. Xin hãy quên những thứ như đường trung bình cộng, RSI ngẫu nhiên, đường xu hướng và kiến thức cơ bản về chân nến, kênh lên và xuống, cờ tăng, điểm phá vỡ, name, các thứ. Keep it simple. Mình ở hiện tại, thấy giá rơi từ đỉnh khoảng 90% thì sẽ bắt đầu mua. Tổ thứ 3, hay tưởng tượng. Những người thích và tin vào phân tích kỹ thuật hay bị mắc phải một hiện tượng tâm lý đó là thiên kiến xác nhận. Một hiện tượng tâm lý mà con người có xu hướng tìm kiếm và chấp nhận các thông tin và ý kiến mà lại phù hợp với quan điểm, giá trị, niềm tin của bản thân và đồng thời bỏ qua hoặc phớt lờ những thông tin và ý kiến khác mà không hợp với quan điểm của mình. Nói dễ hiểu, người ta chỉ tin vào những thứ mà người ta muốn tin và chỉ thấy những thứ mà người ta muốn thấy. Đây cũng là lỗi tâm lý mà mình mắc phải thủa đầu giao dịch. Khi mình có quan điểm rằng thị trường crypto sẽ tăng giá, mình sẽ tìm kiếm các tín hiệu, các chỉ báo kỹ thuật cho thị trường tăng giá, như chọn các đường trung bình cắt lên và các dấu hiệu tăng giá khác. Những tín hiệu này có thể được coi là bằng chứng của mình và làm cho mình khẳng định quan điểm, đồng thời bỏ qua các tín hiệu chỉ báo kỹ thuật cho thị trường giảm giá hoặc cho thấy các tín hiệu yếu, chỉ vì chúng không phù hợp với quan điểm cá nhân. Kết quả là bỏ qua những tín hiệu tiêu cực hay ngược lại là quyết định và đầu tư vào thị trường crypto mà không xem xét kỹ lưỡng các yếu tố khác, chẳng hạn như yếu tố cơ bản của thị trường hay rủi ro. Một chart vai đầu vai điển hình, theo lý thuyết, đoạn sideways nhỏ kia đã lẽ ra phải đi, phải giảm, nhưng sau đó thì nó lại pump cực mạnh. Đối với kinh nghiệm của mình, một quyết định không chính xác tức nghĩa là sai. Khi phán đoán của bạn mang chữ có thể, thì đó chỉ là việc phí thời gian. Có thể nghĩa là bạn đã thua, thua thì có nghĩa là bạn mất tiền. Tội thứ tư, giao dịch ngắn hạn. Quan điểm của mình thấy rằng TA áp dụng vào các kênh giá dài hạn mang lại hiệu quả tốt hơn hẳn so với việc giao dịch ngắn hạn, thường là các kênh giá từ vài tuần đến vài tháng. Hãy đi chậm lại một chút để xem một chart một đồng coin đi như thế nào trong vài tuần, tháng, năm. Các bạn đi càng chậm, đáp số càng rõ hơn. Bác Warren Buffett đã từng nói, bởi vì không ai muốn dò chậm cả. Rất nhiều đồng coin chạy trên một kênh giá đơn giản nhưng phải được xem ở chart ngày, tuần để một kênh lớn như ngày, tuần hình thành thì phải mất đến nhiều tháng, năm. Loại phổ biến nhất mà mình thấy đó là mô hình đường hầm. Dash chart 4 giờ kéo dài hơn 1 tháng sẽ có vài đợt fake cao nhưng hãy kiên nhẫn, giá có thể còn giảm nhiều nữa. Market maker sẽ thường vẽ scalp để đánh hai đầu long short trước khi giá thực sự hồi phục. Đảo ngược xu hướng thường xảy ra rất nhanh với volume lớn, riêng một mùa bull run mới, volume lúc được bơm sẽ nhỏ và đều tránh bị để ý, nên đây cũng là một trong những yếu tố các bạn cần để ý. Đáy hoặc đỉnh có thể được xác định bằng việc chart đồ thị đi ngang, sau đó pump down ra khỏi đáy đỉnh cũ. Khi bạn thấy thị trường bắt đầu ít nhộn nhịp lại thì đó là lúc bạn nên thoát hàng trước khi quá muộn. Trước khi rời khỏi phần này, hãy lưu ý điều quan trọng. Khi một coin hay một token đang chạy trong một kênh trong một khoảng thời gian dài và nó đột ngột thoát ra khỏi kênh đó, lên, bất kể xuống hoặc đi ngang hoặc đi lên, hãy cho nó vào mục theo dõi. Tội thứ 5, nghiện giao dịch. Mình đảm bảo với mọi người, một khi đã trade, bất kể ví spot hay future đều sẽ bị cuốn vào thị trường này bởi nó chuyển động quá nhanh, biên lợi nhuận quá hấp dẫn. Rất nhiều người ngoài kia cũng bị, mình không phải là ngoại lệ. Đây sẽ là lần cuối tôi trade, nếu lỗ tôi sẽ hold nó mãi mãi. Overtrading là tình trạng mua và bán quá nhiều trong một khoảng thời gian ngắn mà không có kế hoạch giao dịch cụ thể nào hoặc không có căn cứ để đưa ra quyết định. Khi nhà giao dịch mua và bán quá nhiều, họ sẽ tốn nhiều tiền phí giao dịch và có thể gặp rủi ro lớn hơn. Overtrading có thể dẫn tới sự mất tự tin và khả năng đưa ra quyết định kém chính xác. Điều này có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch của nhà giao dịch và làm giảm lợi nhuận hoặc gây thua lỗ. Kiếm được nhiều tiền, nhanh, khỏe thật là một cảm giác sảng khoái,
giống như uống cà phê nhiều một chút. Caffeine khiến mình nghĩ rằng mình có thể làm tất cả. Và lệnh trade mà tài khoản đã tăng khiến 50% não mình tiết ra các loại hóa chất bí ẩn, khiến chính nó mất kiểm soát và lao vào quả tên lửa sắp phát nổ. Mình muốn trade tiếp, không thể dừng được. Được, mất luôn đi cùng nhau. Mình thì mất nhiều hơn được, mà mất thì đáng sợ lắm. Nỗi sợ khi trade thua nó bóp nghẹt cổ họng mình, mồ hôi vã ra, máu nạp trong huyết quản. Đã có những ngày mình trade đến hơn 10 lệnh, tốn rất nhiều phí và chẳng nhận lại được gì. Hãy giữ kỷ luật thật chặt cho bản thân bạn. Điều này chắc hẳn bạn đã nghe nhiều, ai cũng liên thuyên về kỷ luật, giới hạn, nhưng không phải ai cũng làm được. Tự đặt ra giới hạn khoảng 3 đến 5 lệnh một ngày, dừng lại và đi ngủ đến ngày hôm sau, đừng ra mắt vào màn hình 8 tiếng một ngày, không còn tâm trí để làm việc khác đâu. Giao dịch trả thù hay revenge trading là đòn tâm lý bén ngót để cắt cổ trader của thị trường này. Hạn chế trade ngắn hạn, giao dịch khung tuần và tháng để giảm thiểu rủi ro. Tội thứ 6, không có kế hoạch quỹ dự phòng. Cái này là lỗi tệ hại nhất mà mình mắc phải, không có bất kỳ kế hoạch dự phòng nào cho các sai lầm trong quá trình giao dịch. Khi thị trường ở đáy, cũng là lúc mình không còn một đồng nào trong tài khoản. Có một cuốn sách mình muốn giới thiệu mà có thể giúp ích hoặc không, tùy mỗi người, nhưng có còn hơn không. Đó là cuốn Margin of Safety của tác giả Seth Klarman, xuất bản vào đầu những năm 90. Tác giả nêu rõ rằng đây là cuốn sách đưa ra hướng dẫn tuyệt vời cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp, đặc biệt là phần khuyến nghị của cuốn sách về việc tự đặt ra dự phòng cho sai sót trong giao dịch. Seth Klarman khuyên các nhà giao dịch nên đặt ra một dự phòng cho sai sót, một margin of safety với một khoản lớn. Điều này có nghĩa là họ nên giữ một khoảng trống đủ lớn giữa giá mua và giá bán của một tài sản để tránh các sai lầm trong dự đoán giá và có một kế hoạch dự phòng trong trường hợp giá của tài sản đi ngược lại với dự đoán của họ. Lỗi này là loại độc ác nhất bởi vì nó âm thầm xâm nhập vào bạn sau khi bạn đã kiếm được một khoản tiền và đâm thẳng vào lưng của chúng ta như cách tư bản xé lông cừu. Biên độ an toàn là khi thị trường cổ phiếu, ở đây là crypto, được mua ở mức giá thấp hơn mức định giá tài sản thực. Điều này cho phép chúng ta mắc lỗi vì kém may mắn hoặc vì thị trường biến động lớn trong bối cảnh một thế giới thị trường phức tạp, khó đoán và thay đổi nhanh chóng. Hãy ghi nhớ câu nói này bởi vì đây là thứ quý giá nhất trong cuốn sách. Đây không phải là chiến lược duy nhất hiệu quả, nhưng nó là chiến lược tốt nhất cho tiền và cả huyết áp của bạn. Đồ thị giá cơ bản mà nhiều người từ chối mua nhất đó là khi một giá đã giảm từ 90 cho tới 99% từ đỉnh, dẫu cho nó được list trên những sàn có tính thanh khoản khủng nhất trên thế giới. Ở đây mình xin phép nói đến Binance. Giai đoạn này là tháng 5 năm 2023, altcoin trên sàn Binance đã giảm tới 90 cho tới 95%, ví dụ như Doge giảm 90%, dẫn đầu trend move to earn là GMT giảm tới 95%. SLP, token trả thưởng của Axie Infinity giảm tới 99,5% trên Binance và hàng trăm loại khác tương tự như vậy. Cú bơm Bitcoin từ 15.000 đô tới 30.000 đô đầu tháng 1 dường như không đủ để trở thành cú hích để toàn thị trường đi theo. Bằng chứng là altcoin dịch chuyển rất ít, có loại còn giảm so với mức hồi Bitcoin ở mức 15.000 đô. Vĩ mô vẫn còn nhiều tiêu cực, vì thế tiền của nhà đầu tư vẫn đứng yên. Theo lý thuyết thì altcoin phải được bơm theo sau Bitcoin và top cap, nhưng thị trường giờ đây nhảy sang giai đoạn cuối của một cuộc bull run, mini bull run, đó là meme coin, giai đoạn thị trường xem màu nhất. Chính mình cũng không biết đâu là đáy, đâu là đỉnh, nhưng nếu bạn đang ở giai đoạn tháng 5 năm 2023, dẫu cho bạn có đang hâu mã gì đi chăng nữa, thì hãy chuẩn bị một ít tiền mặt, máu sắp đổ trên phố rồi. Tội thứ 7, all in. Trading không giống như chơi poker, đừng mang tâm thế cờ bạc vào cuộc chiến sinh tồn. Trừ khi không có trừ khi đâu, đừng nghĩ tới chuyện đó. Mình sẽ không nói bao nhiêu lần mình đã all in vào một lệnh. Các bạn mà biết thì cũng sẽ buông lỏng chính mình và rằng khứa này đã all in bấy nhiêu lần, vài lần chẳng sao. Kiểu đầu tư này rất dễ bị nghiện. Lúc mới tham gia thị trường, mình phát hiện ra rất nhiều coin hay token thoát khỏi chiều giảm, nó sắp đổi chiều, nhưng đó chỉ là suy đoán hợp thời thôi. Mình may mắn đoán đúng, phân bổ vốn y như sách giáo khoa, một chút Bitcoin, một chút BNB, còn lại là USDT, nhưng lòng tham của mình lại quá lớn. Suy nghĩ của mình đã từng thế này: nếu mình đặt hết tiền vào Bitcoin thì lợi nhuận đã cực khủng, thay vì 10-15%. Đó chính xác là những điều mình đã làm sau đó, all in rất nhiều lần. Ban đầu thì có lời đấy, phương pháp này hoạt động vài lần, nhưng sau đó thì không, không còn gì. Thị trường ngã nhào hồi tháng 5 năm 2021. Nếu ai là gà mới thì xin hãy chậm lại một chút và tự hài lòng với lợi nhuận 20-30% đi. Bạn đã giỏi hơn rất nhiều người rồi đó. Chúng ta đang đầu tư, không phải là đánh bạc. Đừng nghe ai đó chơi meme coin có lãi tới 10.000% trong vài ngày. Không có cái gì lên hoài mà cũng không có gì xuống hoài được. Có thể vài ngày sau đó rug pull. Bản chất của mùa meme coin token là thặng dư sau cuộc vui giữa Bitcoin và top cap coin. Tiền được kéo vào thị trường lớn, nhà đầu tư mới không thể mua Bitcoin hay các đồng coin khác lớn nữa vì lúc đó sẽ chẳng còn lợi nhuận nữa. Chính vì thế họ nhảy vào meme coin như miếng bánh còn sót lại. Giả sử như bạn mua 90% supply của một meme nào đó hay ho, giá đang cực rẻ,
bạn cũng sẽ không có lời đâu. Cá mập và Market Makers sẽ tự tạo ra sân chơi riêng để tung hoành theo cách của chúng. Chúng ta đang phải mua token từ họ, không có chuyện ngược lại. Rủi ro cao thì lợi nhuận cũng cao, rủi ro quá đà thì sẽ chẳng có cái lợi nào ở đây cả. Nói tóm lại, giao dịch là một quá trình trưởng thành đối với mình. Bây giờ đây thì mình bình thản hơn với những cơn bão, biết chấp nhận sự thật, không tự dối lòng mình được. Giao dịch đòi hỏi ở mình sự cuồng tín dành cho thực tế, dẫu cho nó có phũ phàng. Mình tin ở ngoài kia còn nhiều vùng đất còn chưa đặt chân tới, và nhiều người ngoài kia cũng như vậy. Đầu tư là hành trình không hồi kết với bất cứ ai. Một người thầy đời của mình cũng từng căn dặn rằng, hãy giữ tâm thế trở thành một sinh viên cả đời, học tập với sự khiêm tốn, sửa chữa những sai sót theo cách tàn nhẫn. Một điều cuối cùng là đừng tin bất cứ ai tự xưng mình là thầy. Và đó là những kinh nghiệm và chia sẻ của tác giả Tim Lee về những cái tội của người mới tham gia vào thị trường cryptocurrency. Ngoài ra, các bạn còn đúc kết điều gì khác không? Hãy chia sẻ trong phần bình luận bên dưới nhé. Cũng đừng quên để lại cho chúng mình một like, một subscribe để đón nhận thêm nhiều video thú vị trong tương lai. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong lần tới. Peace!